っぱり嬉しいですし、サインとか写真も撮ってもらえてとても嬉しい、楽しいです。정말꿈만같고열심히항상준비하시는만큼다들이제좋은결과얻으셨으면좋겠습니다화이팅화이팅 PNC 화이팅화이팅 And welcome everybody to the final day of PNC 2023. It all comes down to this. estavam fazendo vlog, aí agora a gente vai ali tirar foto com todo mundo e depois visitar alguns times. Bueno, hola gente, para los que no conocen, yo soy Chicha y mi hija Perluna, mi perro Salchicha, primeramente lo conocen y los que no se la presento, es todo para mí, así que la quiero mucho. Phong độ mình thì cũng thế, còn mục tiêu của team là bóng tốt nhất có thể rồi.Hiện tại tâm trạng của em và tâm lý của em vẫn rất là thoải mái thì em nghĩ là mọi người cũng sẽ như em thôi và bọn em vẫn sẵn sàng tự tin sẽ giành lấy được chức vô địch. Let's get into it. The final day begins now. Hold on. Vard coming with the DBS. Oh! Oh, and he gets taken out. It was actually Teemo there in the AUG. And then the DBS comes through and Nonix gets knocked and Kruia is wiped. At least one flush. Gets some more points. Actually, doesn't go for the flush. He wants more. Okay, there we go. Oh my goodness, H win! Oh! Unbelievable! Another knock comes through, and Nonix and Loki is popping off right now. And when the crowd is going wild, as Tylan is just getting mopped up, the P90 Soul with a last spray able to deliver a win. And South Korea pulls a 20 bomb in game two on Miramar, final day of PNC 2023. They have done it. The hometown heroes in front of the home crowd are now the kings of Korea. Your 2023 PNC champions, Team South Korea.Korea!나올 수 있도록 하겠습니다. 응원 감사합니다.